Vâng, chào mừng quý vị các bạn trở lại với channel của mình. Thì hiện nay Hà Nội Ford đang chuẩn bị giao một chiếc Ranger Raptor màu đỏ, màu khá là nổi và cũng khá là hiếm với dòng Raptor này. Hiện nay Ranger Raptor là một trong 8 phiên bản Ranger được phân phối tại thị trường Việt Nam và là chiếc xe có mức giá cao nhất của dòng bán tải đang được bày bán trong hệ thống Ford. Giá niêm yết của Ranger Raptor hiện nay đang là 1 tỷ 198 triệu. Tuy nhiên, nó khác với những 7 phiên bản bán tải khác. Thì Ranger Raptor là chiếc xe duy nhất của dòng bán tải, không tính F150 Raptor hay F150 Series, được tính thuế trước bạ theo giá trị xe con, tức là từ 10 đến 12% tùy tỉnh thành, 12% Hà Nội và 20 triệu tiền biển. Là chiếc xe độ hợp pháp tại thị trường Việt Nam, không cần qua đăng kiểm. Cạnh thế ốp cua lốp này, bộ lốp này, về cơ bản thì ngoại hình của Ford Ranger Raptor là hoàn toàn khác biệt. Đấy. Ngày xưa quý hoàng có thể phải bỏ đến hàng trăm triệu để độ những cái bản ga lăng, những cản trước, thoát trước, ốp cua lốp hay là bộ lốp hầm hố như này. Hiện nay đây hoàn toàn là nguyên bản, nó góc thoát rất là lớn. Hơi tiếc một chút thì trên phiên bản này không được trang bị hệ thống cảnh báo và hỗ trợ phanh bằng radar phía trước trong hõm phía dưới mặt ga lăng này. Đèn trên phiên bản Raptor thì cũng được trang bị hệ thống dải đèn LED định vị ban ngày. Đèn cốt là đèn LED và đèn pha là đèn halogen, ánh sáng trắng và ánh sáng vàng kết hợp tùy cái vị khách hàng sử dụng. Ok, có thể kể đến những điểm ăn tiền của con Raptor là cái bậc chịu lực bằng gang này rất là cứng. Hơn nữa, nó là hệ thống treo trước, treo sau, sử dụng Fox Racing. Hay hơi tối rồi. Hoàn toàn độc lập, sử dụng Fox Racing trên Ranger Raptor. Ok, hơi tối một chút. Hiện nay cùng xem nội thất của laptop có gì. Với một chiếc xe thể thao hầm hố như này, bảng điều khiển, thống đồng hồ, màn hình cảm ứng 8 inch kết hợp hệ thống sinh ba, vô lăng tích hợp cruise control, tuy nhiên thì chưa có adaptive cruise control, làm thoại chạy tay sinh ba. Và trên Raptor giống như Focus RS ngày xưa, nó có một giải chỉ đỏ xe thể thao như này. Tất nhiên rồi, lẫy chuyển số vô lăng, chiếc xe duy nhất còn lại sử dụng lẫy chuyển số vô lăng của Ford. Đấy, vẫn hộp số 10 cấp, vẫn hệ thống chống ồn chủ động và cầu nhanh chậm. So với thời điểm mới ra mắt thì hiện nay Ford Ranger Raptor đang có chương trình khuyến mại và giảm giá, chứ không còn hình thức bán bắt mua kèm phụ kiện hay nôm na là bia kèm lạc như trước. Mọi chi tiết về chương trình báo giá khuyến mại cũng như là cần review so sánh các sản phẩm, quý khách hàng có thể vui lòng liên hệ trực tiếp qua hotline của mình đính kèm với video. Xin cảm ơn.